chào anh em nha. Thì em mới nhận hợp đồng một cái máy DC70G về Hưng Yên nha. Đó, của anh Thịnh ha. Đây là máy trước kia em làm bảo dưỡng đây. Thì 70G có bồn chứa lúa đầy đủ hết luôn anh em. Đã đem máy xuống làm bảo dưỡng nha quý anh chị. Em đang làm vệ sinh hết cho khách luôn á, làm vệ AZ luôn, dừng là mở hết kiểm tra luôn. Đây, cái này chắc 7 ngày là xong. 70G Bluetooth ha. Rồi 70G Hưng Yên em đã hoàn thành làm bảo dưỡng xong nha. Máy này cũng làm sơ sơ thôi, còn cuốn thì giữ nguyên cho khách. Làm dàn chân đồ với lại là inox. Rồi chiếc này thì bây giờ em giao về Hưng Yên nha. Máy làm bảo dưỡng xong hết rồi đó. Nào lên xe thôi. Máy này thì trang bị cặp xích mới nha. Đây. Xích mới chầm chầm luôn. Rồi xong, cảm ơn em rất nhiều nha. Máy đã lên xong rồi ha. Rồi xin chào anh em nha. Hôm nay em lôi mấy cái máy 5018 với 60 được ra lôi cho anh em quay cho anh em xem nha. Với báo giá luôn cho anh em nha. Lâu quá rồi chưa làm một cái clip giống vậy ha. Rồi em xin báo giá cho anh em nha. Thì đây là con máy 4708SB thì nó tầm cỡ 235 ha. Còn mấy chiếc 5018 này thì nhiều giá quá em nhớ hết ha. Nó từ 270 cho tới 300 thôi nha. Đây ha, cái địa chỉ công ty của em là công ty Thủy Tiên nha. Đó, số điện thoại đây ha. Đây rồi đang quay tiếp cho anh em xem luôn. Em có M6040 đầy đủ, 6040 còn rất là nhiều luôn ha, 6-7 chiếc luôn này nha anh em. Rồi đây là cái chỗ mà em làm bảo dưỡng miễn phí cho anh em đây ha. Thì anh em có mua bên em thì em sẽ làm bảo dưỡng miễn phí giống như mấy chiếc đó hay là đây ha. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều nha. Rồi xin chào anh em nha, đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha. Đó, 167 quốc lộ 53 Long Hồ Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây, bên em dễ nhận diện nha.